không giết được là chị đừng có nhìn mặt thằng mơ sướng này, kia láo như vậy tao là mấy cái luôn, chứ đừng có đánh thức cái linh hồn đang có trú ẩn ở trong con chim của mình thôi. Đang buồn ngủ không được, không cho ngủ bọn nó phải bắt mình chơi các bạn à. Còn đi luôn, dám mang bọn này, mình sẽ cố gắng nhá. Cái nào hoạt động này, cái nào hoạt động mắc cũng công suất này. Tao đập mấy chết luôn nhỉ. Rồi ok. À, như các bạn đều biết thì Mơ Sướng là một một người lái team không bao giờ kiểu là quan tâm đến ai chửi mình cả. Các bạn đừng có, mình biết các bạn yêu thương mình, các bạn bênh vực cho mình ấy, nhưng các bạn không sao đâu. Các bạn cũng cần phải là đi nạt lại các bạn để làm gì đâu. Mình rất là thoải mái mà, mình rất là vô tư lạc quan và yêu đời á. Giết được. Giết được em ấy, đeo sở đâu. Giết được. Wow. Hoàng anh có tiền mặt không? Đeo diệt được nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt cái thằng Mơ Sướng này nè. Không giết được nữa thì đừng có nhìn mặt cái thằng Mơ Sướng này. Kia láo như vậy tao là mấy chết luôn, chứ đừng có đánh thức cái linh hồn đang trú ẩn ở trong con chim của mình thôi. Đang buồn ngủ không được, không cho ngủ bọn nó phải bắt mình chơi các bạn à. Trong gì đúng không kia đây, tao xí bị ui hồn thôi đấy. Anh kia la như vậy thì nó làm sao mà chạy được hả em? Thằng siêu nhân ra đây nào. Anh kia như vậy thì mưa siêu nhân làm sao mà chạy được? Ôi ghê chưa? Ghê chưa? Thì mình quá thất à? Bỏ sao anh dừng lao chứ. Đúng được. Quá mệt. Nó cứu tất cả đi nắc. Siêu nhân nó cứu tất cả đi nắc bật phá trong thầy luôn kia. Anh đã ké tất cả đi nắc anh chuyên áo rồi. Quýnh được. Thank you.
quái này, nặc nặc chơi luôn. Cổ liêm. Chết luôn nhỉ, dâm mang giả này các bạn có thể thuyết phục không? Nếu thuyết phục thì cho mình một lái ạ. Các bạn phải cho mình một cái động lực một lái ạ.